Trên thế giới, thị trường xe điện trong những năm qua đã có những bước nhảy vọt. Năm 2021, số lượng xe điện là 17 triệu xe, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2019. Còn tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, đến tháng 8 năm 2022, cả nước đã có gần 3.000 ô tô điện được sản xuất và lắp ráp, nhập khẩu, tăng gấp hơn 20 lần so với lượng ô tô điện của năm 2019. Đến nay, cả nước cũng đã có gần 1,8 triệu mô tô xe máy điện hoạt động, phục vụ nhu cầu dân sinh hàng ngày. Megatrend, xu hướng không thể thay đổi với trào lưu điện khí hóa ngành công nghiệp ô tô trong nước, luôn đi cùng với những cơ hội và thách thức, đặc biệt với những vấn đề về chạm sạc, động lực chủ chốt để phát triển phương tiện điện tại Việt Nam. Đến trạm sạc ô tô, thư giãn trong thời gian sạc. Không gian thì được cải tiến từ các container tái chế. Đây là mô hình đang nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian trở lại đây. Đối với cái mô hình mà all-in-one nhanh cho khách hàng thì chúng tôi có cái mô hình container trạm sạc. Thì khách hàng có thể là nhà đầu tư có thể là mua trọn gói cái mô hình này kết hợp giữa cái quán cà phê cùng với các cái thiết bị chậm sạc để vừa khai thác giúp cho cái trải nghiệm khách hàng là vừa sạc điện và cũng như là vừa có thể sử dụng các cái dịch vụ khác nhanh và tiện lợi. Đây là một trong số ít những đơn vị có thể cung cấp giải pháp One Stop Solution, tức là có thể đáp ứng mọi nhu cầu về sạc xe điện. Với mô hình này, thiết bị sạc đáp ứng nhu cầu sạc đa dạng cho người dùng cá nhân và gia đình hay cả cho nhóm doanh nghiệp và tổ chức. Cái xu hướng thời đại mới khi mà đổi sang các cái công nghệ xe hơi mới thì nó mang lại rất nhiều cái lợi ích cho người tiêu dùng, đặc biệt là cho một quốc gia chúng ta giảm thiểu được các cái rác thải khí CO2, giảm được cái sự ô nhiễm môi trường rất là nhiều, tiết kiệm được cái nguồn năng lượng cho quốc gia. Thì cái chuyện mà phát triển xe hơi điện là một cái xu hướng tất yếu. Và bên cạnh đấy thì những cái bộ sạc xe hơi cho xe hơi điện thì cũng được nhiều hãng phát triển. Và đến hiện nay là chúng ta thấy như ABB cũng là một trong những cái hãng như vậy. Cũng theo đại diện doanh nghiệp, hiện khách hàng chính tiếp cận trạm sạc xe điện ở thị trường Việt Nam là những chủ đầu tư và công ty quản lý các dự án bất động sản, dự án đầu tư. Nhóm này có nhu cầu lắp đặt thiết bị sạc xe điện tại các địa điểm dự án không chỉ để mang lại giá trị gia tăng, mà còn nhắm tới nguồn thu nhập ổn định lâu dài thông qua việc triển khai các thiết bị sạc này. Cái mô hình mà kinh doanh về trạm sạc điện nó không mới trên thế giới. Kể đến thì đầu tiên là phải nhắc là ở châu Âu có IONITY. Ngoài ra cũng có những cái dự án mà rất là nổi tiếng khác, ví dụ như là ChargePoint hoặc là EVgo, vân vân. Thì điểm chung của tất cả các cái dự án này đó là họ đều là có những cái liên minh nhiều hãng, họ cùng bắt tay với nhau, họ chia sẻ công nghệ cũng như là họ chia sẻ cái phần cứng trạm sạc với nhau để giúp cho khách hàng sạc dễ dàng nhất. Tại vì nếu như mà không có cái bắt tay này thì các hãng nếu tự từng hãng đầu tư nó sẽ rất là mất thời gian. Mà các bạn cũng biết rồi đó, thì cái vấn đề đầu tư trạm sạc nó liên quan đến nhiều thứ, ngoại trừ cái phần cứng chi phí và trạm, nó còn liên quan đến lưới điện nữa. Thế cho nên nếu mà có cái sự liên kết với nhau thì cái quy hoạch phát triển ngành nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đó cũng là những ý kiến được vị đại diện này chia sẻ tại hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ xanh giảm phát thải bảo vệ môi trường được tổ chức trong thời gian qua. Cũng trong khuôn khổ hội thảo, nhiều ý kiến từ các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô như quyết tâm điện hóa hoàn toàn đến năm 2030, hay cần làm một chiếc xe sạch, xanh ngay từ quá trình sản xuất đến hoàn thiện sản phẩm. Các ý kiến tại hội thảo cũng chỉ ra rằng tốc độ chuyển giao xe điện phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng sạc xe song song với việc chuyển đổi thói quen sử dụng ô tô của người dân. Tốc độ chuyển giao xe điện thì lại phụ thuộc vào tốc độ phát triển hạ tầng và nó cũng sẽ đòi hỏi rất nhanh và rất nhiều cái sự hỗ trợ của chính phủ làm sao để chúng ta phát triển được các trạm sạc hạ tầng cho xe điện một cách nhanh nhất. Và như vậy thì tôi tin rằng là các hãng sản xuất hiện nay, ngay cả nước ngoài lẫn Việt Nam, sẽ luôn luôn đáp ứng được cái nhu cầu xe điện của chúng ta với điều kiện là trạm sạc chúng ta phát triển đầy đủ. Trạm sạc đi đến đâu thì xe điện sẽ phát triển đến đấy. Cũng trong thời gian vừa qua, tại khuôn khổ hội thảo phát triển phương tiện giao thông đường bộ sử dụng điện hướng tới chuyển đổi năng lượng xanh do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức, nhiều ý kiến cũng đã được đưa ra xung quanh vấn đề này. Đối với hệ thống giao thông vận tải thì việc chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông đường bộ điện thì chúng ta sẽ hướng tới là sử dụng các loại phương tiện mà nó hiện đại và có thể ứng dụng các cái công nghệ cao, đặc biệt là các công nghệ về IT để làm sao cho cái việc mà khai thác sử dụng phương tiện nó thuận lợi, an toàn hơn cho người sử dụng cũng như là cho doanh nghiệp.
VinFast cũng mong là nhà nước có các cái chính sách về khuyến khích, cụ thể là ở ba cái lĩnh vực sau. Thứ nhất là các cái khuôn khổ pháp lý để có thể các cái địa phương tuân thủ theo. Thứ hai là các cái chính sách hỗ trợ của quốc gia để giải quyết các cái vướng mắc trong cái việc lắp đặt chạm sạc, ví dụ như là các cái thủ tục cấp phép, các cái việc về giải phóng mặt bằng và đền bù mặt bằng. Và cuối cùng là những cái chương trình tuyên truyền và giáo dục để người dân có thể hướng tới một cuộc sống xanh và lành mạnh hơn. Đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hiện Bộ Giao thông Vận tải đã được Chính phủ phê duyệt quyết định 1454 về mạng lưới đường bộ 2021-2030, tầm nhìn 2050 và tiếp tục thực hiện luật quy hoạch. Bộ đang xây dựng quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho mạng lưới quốc lộ, trong đó coi trạm sạc là một kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đặt trạm sạc trên đường quốc lộ và đường cao tốc. Dự kiến tháng 9 năm 2023, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ hoàn thành quy hoạch này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các chủ trương giải pháp đã và đang được hiện thực hóa tại Việt Nam. Còn về vấn đề tích trữ năng lượng điện sản xuất, các mô hình pin khổng lồ trên thế giới có thể sẽ là gợi ý cho các doanh nghiệp. Tại Thụy Sĩ, khi nhu cầu điện tăng, nước ở độ cao lớn hơn sẽ được giải phóng, nước đổ xuống bể thấp hơn trải qua tua bin sản xuất điện giúp cung cấp điện trong mạng lưới. Đây là công trình hoàn thiện sau 14 năm xây dựng, ở độ sâu 600m dưới dãy Alper, Thụy Sĩ. Nếu Thụy Sĩ có công nghệ pin nước, thì Phần Lan đang có những phát kiến mới về pin cát. Về cơ chế hoạt động, dòng điện dư thừa giá rẻ làm cát nóng lên đến 500 độ C bằng cách gia nhiệt điện trở. Quá trình này tạo ra không khí nóng luân chuyển trong cát. Khi cần, pin xả ra không khí nóng, làm ấm nước cho hệ thống sưởi khu vực. Nước sau đó được bơm đến những ngôi nhà, văn phòng, thậm chí cả hồ bơi. Phương pháp này giúp giải quyết mối lo ngại về nguồn nhiệt trong mùa đông lạnh giá kéo dài ở đất nước này.